bạn có thể xem Ladybug lớn lên. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đất nặng biến từ một quả bóng thành sinh vật phép thuật thật. Kwame, chào mừng đến với thế giới. Vẽ mắt xanh nha. Giờ chúng ta đang bay. Lò xo xoắn lại và phép thuật đã tạo ra một cô bé, đó là Marinette. Kwame gặp cô bé lần đầu tiên. Cậu có siêu năng lực. Em bé đang ngủ ngon lành và Kwame giả vờ mình là đồng hồ báo thức. Xin chào, dậy đi. Cậu cần đưa cho bé chiếc ghế của cô. Tiki đã làm cả một kim tự tháp. Bây giờ Marinette có thể ra khỏi củi rồi. Cô lập tức đi tìm đồ ngọt. Cô bé không thể với tới, nhưng Tiki đã ở đây. Sao con lấy được thế? Mẹ đã để chúng ở trên cao cơ mà. Con bé tinh nghịch này. Búp bê LOL đang cố lấy một lọ màu. Wow, cậu nhuộm tóc khi nào vậy? Marinette đã lớn hơn chút. Nhận ra đôi mắt của bé nè. Một chiếc quần yếm làm từ kim và chỉ. Thêm chấm. Chúng ta đã làm anten từ thanh uốn lông. Sao mình thích bỏ rùa vậy nhỉ? Muốn chơi trốn tìm không? Ý hay đó. Mình bịt mắt trước. Cô đếm đến 10 trong khi các bạn đi trốn. Cậu ấy đến. Cậu đây rồi. Mary ngay lập tức bị tìm thấy. Nhưng Marinette đi đâu rồi? Chúng ta đã tìm khắp nơi. Nhìn kìa, có thứ gì đó màu đỏ sau giường. Nhưng chỉ là tấm vải thôi. Có một chú bọ rùa trên sofa. Có nghĩa là Marinette phải ở gần đây. Mình ở đây. Wow, cậu trốn giỏi quá. Ngầu thật đó. Chơi nữa nào. Cô búp bê mới đang thay đổi diện mạo. Tiki tìm thấy những đôi bông tai đỏ ma thuật. Marinette cầm lấy, giờ chúng là của cậu. Sau khi đeo chúng, cô thấy có sức mạnh kỳ lạ. Màn biến hình bắt đầu. Một chiếc mặt nạ xuất hiện trên mắt. Và váy của cô được thay bằng bộ đồ siêu anh hùng nè. Chiếc yo-yo nhỏ đi vào trong giỏ và biến thành một thiết bị tuyệt vời. Bây giờ Ladybug và yo-yo không thể tách rời nhau. Một em bé khổng lồ đang tấn công Paris. Em làm gì vậy bé? Em bị lạc à? Ladybug đi cứu thành phố. Nói chuyện với em bé không giúp được gì. Những thứ này hẳn là do hốc mồm. Ổn thôi, yo-yo của mình có thể giải quyết được. Bam! Và em bé ngã xuống mặt đất. Akuma bay ra, giải thoát bé khỏi ma thuật. Ladybug vô hiệu hóa vô bướm. Paris và em bé được an toàn. Chúng ta cần chiếc khung từ gọt bút gì? Wow, nó thay đổi bề ngoài rồi. Vẽ viền nó trên giấy xốp. Dán kính mặt dưới. Gắn hai chiếc tua bin màu đen. Dây kim loại biến thành lò xo. Thêm khuy. Chiếc ba lô đặc biệt này đã sẵn sàng bay lên bầu trời. Ladybird đang ăn bánh sừng bò. Một chú mèo trèo lên cây. Một chú chó đang làm phiền nó. Mèo đáng thương trốn sau cành cây, kêu meo. Này bé cưng, cô ồn quá. Ladybird nhắc chú chó và quay lại. Cậu làm tất cả mèo trong khu phải leo lên cây rồi. May thay, mình có chiếc ba lô đặc biệt. Ladybird bật cánh quạt và bay lên. Bây giờ những chú mèo con đã an toàn. Mừng về nhà. Sẽ không ai làm hại các cậu đâu. Ladybird lớn lên. Yeah, giờ mình là thiếu niên rồi. Cậu thích bộ đồ nào, tín đồ thời trang? Có lẽ là váy hả? Không phải style của mình, dễ thương quá. Màu cà tím thì sao? Không. Chú gấu đồng ý cho chiếc nơ. Làm chiếc áo từ nó. Ribbon chấm bi biến thành váy phòng mini. Chiếc váy hợp với cô quá đi. Làm áo khoác biker từ những miếng da giả. Thêm cổ áo và thắt lưng có khóa. Một chiếc xích sẽ là phụ kiện cực ngầu. Cô bé của chúng ta lớn rồi. Buộc ribbon vào chân.
và đôi sneaker trắng là quà từ Lalilu. Cầm ba lô, bạn thậm chí có thể mang nó đến trường. Marinette đến trường bằng chiếc xe máy cổ. Cô đang cố giấu chuyện mình crush Ariane. Này Marinette. Ơi, chuyện gì vậy? Chỉ là mình muốn hỏi cậu có khỏe không? Mình khỏe, cậu thì sao? Mình thích áo khoác của cậu. Các cậu, Ariane ở đây hả? Cậu ấy kìa. Ồ, cậu ấy luôn đẹp trai. Ồ, không có gì đặc sắc. Cắt các mảnh từ phần mẫu và gắn chúng lại để làm chiếc hộp. Thêm quai để nắp không bị mất. Thêm hình in chấm bi. Một chú bọ rùa ở ngay chỗ móc cài. Có ngăn để cho mọi thứ vào. Thật là dễ dàng để trang điểm và không quên bất cứ thứ gì. Marinette đang nhắn tin cho Ariane. Không tin được là anh ấy mời mình đi hẹn hò. Ừ, phải make up đã. Lo quá. Đừng lo, mình là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nào, bỏ cái này đi. Ta có thể dùng nó. Bắt đầu với son môi nè. Cảm ơn Tiki. Mình không biết cậu giỏi make up như vậy. Một qua mi có đủ mọi loại tài năng. Ariane đang đợi Marinette ở quán cà phê. Lát tìm cho họ một chỗ thoải mái. Ồ, nhận lấy bó hoa này đi. Cảm ơn, thật là bất ngờ thú vị. Cậu trông đẹp lắm. Đây là tình yêu đích thực. Sau một thời gian, Ariane mời cô đến trung tâm Paris. Cậu chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Cậu cầu hôn Marinette. Wow. Em đồng ý, em đồng ý. Chúng ta cần đến một salon cô dâu. Nhà thiết kế giỏi nhất ở Paris đồng ý may cho ta một chiếc váy. Nhìn những loại vải này. Chúng tôi có thiết kế. Nhìn đi, bạn nghĩ gì? Wow. Ôi, đẹp quá. Chọn ruy băng nào. Màu đỏ. Một dải vải xuyên trang trí phần dưới váy và đường xẻ sau váy. Bỏ rùa đậu trên chiếc váy. Cố định chiếc lược và đính nó lên trên tóc nè. Quả là cô dâu xinh đẹp. Không thể tin được, trông hoàn hảo ghê. Cảm ơn, cậu là thiên tài. Ariane rất lo lắng. Cậu đã đứng trước lễ đường để đợi cô dâu của mình. Có những dấu bọ rùa đằng sau Marinette. Cô dâu trông thật hoàn hảo. Cô đặt một trong những chú bọ rùa lên ngực Ariane. Người làm lễ đang đọc lời thề. Yes. Cặp đôi nói đồng ý. Yes. Hoa mi đã giúp họ trao nhẫn. Yeah, chúc mừng cho cặp đôi mới cưới này. Chúng mình hy vọng hai bạn sống hạnh phúc mãi mãi. Lát, lấy cho chúng ta ít đất sét nhẹ nào. Và còn giúp lăn bột nữa. Làm nhiều lớp. Chiếc bánh này sẽ ngon đây. Phủ kem lên lớp đầu tiên. Đó là dành riêng cho Ariane. Lớp thứ hai với các chấm bi tượng trưng cho Marinette. Và lớp thứ ba có màu trắng với siro lấp lánh nè. Đầu bếp của chúng ta rất chăm chỉ với chiếc bánh. Lễ cưới kết thúc bằng việc ăn bánh. Wami đang tung đầy hoa giấy lên người cặp đôi mới cưới. Ariane đang cắt bánh. Mọi người đều có phần. Cậu chia lớp bánh của mình cho Tiki. Còn Marinette đưa cho Blake miếng màu đỏ chấm bi. Hãy để cuộc sống gia đình của họ ngọt ngào như bánh vậy. Cặp đôi đã có hai con. Các em bé trông giống Marinette và Ariane. Marinette đang đợi chồng mang đồ tạp hóa đến. Ariane lo bữa trưa. Chào cả nhà, mọi người nhớ anh chứ? Có chờ anh chứ? Dĩ nhiên. Ồ, em bé bé bỏng của bố. Cả gia đình xem tin tức cùng với nhau. Sao? Có phải Godzilla đang tấn công thành phố không? Chà, hãy để đồ ngọt sang một bên. Anh yêu, anh sẽ trông bọn trẻ trong vài giờ chứ. Em sẽ quay lại sớm. Em mang Yo-Yo chưa? Lúc nào em cũng mang mà, cẩn thận. Ồ, siêu anh hùng đúng là siêu anh hùng mà. Godzilla mất kiểm soát. Nhìn đi, hắn đang lao qua đường phố. Chiếc xe bị hỏng rồi. Nhưng Ladybird đang đến gần hơn. Paris ở trong tầm bảo vệ của cô.